Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Vô Đề sáng Chủ nhật hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ California, tức là 9 giờ sáng giờ Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng Chủ nhật chúng ta vẫn có chương trình Vô Đề, chủ yếu đề tài được mở rộng hơn. Mong là quý vị sẽ đề cập tới những đề tài mà không có liên quan nhiều tới thời sự trong tuần để chúng ta mở rộng các đề tài hơn. Đó là cái mong muốn của Phong. Và trước khi đi vào phần Vô Đề sáng ngày hôm nay thì vẫn đưa cái thông báo của công ty Teletron ngày hôm nay Chủ nhật tại Nam California, thành phố Garanro, thì chi nhánh của Teletron vẫn có một cái chương trình đại nhạc hội hôm nay. Và cái chương trình đại nhạc hội này vẫn tiếp diễn ngày hôm nay cho tới 8 giờ tối với trên 60 nghệ sĩ trình diễn. Quý vị nào mà muốn tham dự chương trình đại nhạc hội này có thể ghé qua chi nhánh của công ty Teletron nằm trên thành phố Garanro. Và bên cạnh đó thì công ty Teletron cũng giới thiệu những sản phẩm mới của Nhật, của Ý và của Đại Hàn. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 1-877-892-6999, 1-877-892-6999 để biết thêm chi tiết, hoặc vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com, teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều, và cũng cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua cái chương trình mỗi sáng Chủ nhật của chúng ta, đó là chương trình Vô Đề. Đầu tiên hết, ok, anh Phong ơi cho em hỏi sách Tuốt Kiếm Phương Xa, Những Giấc Mơ Tan Vỡ của Miền Nam Việt Nam của George Webb có viết về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 đến năm 1975 không? Tôi không có đọc cái những cuốn này thì tôi cũng không có biết là họ có viết về hay không. Nhưng mà ở thư viện của Hoa Kỳ thì có rất nhiều những sách viết về chiến tranh Việt Nam và Việt Nam. Tuy nhiên phải cẩn thận những cuốn sách này, bởi vì những cuốn sách này, tôi nói thẳng với quý vị, nó viết theo quan điểm một chiều của khuynh tả. Do đó cẩn thận tất cả những cái chi tiết và những cái quan điểm ở trong những cuốn sách này. Đây là cái lời khuyên của tôi nha. Rồi, lịch sử và ý nghĩa của lá cờ vàng được không chú? Thứ nhất, lá cờ đó trên quy tắc trước năm 1954 thì nó là đại diện cho cả một đất nước Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Bắc và sau đó họ chia ra, thì lá cờ đó được chính thức xem là cái quốc kỳ của miền Nam Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vô. Và ở đây bắt đầu từ cái nền đầu tiên hết là cái chính quyền liên hiệp của ông vua Bảo Đại, sau đó thoái vị và ông trở thành quốc trưởng của miền Nam 2 năm, năm 1954 đến năm 1956. Sau đó tổ chức bầu cử thì ông Ngô Đình Diệm thắng cử chức tổng thống, là lập ra cái nền đệ nhất Cộng Hòa. Thì lá cờ đó chính thức được xem là quốc kỳ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1956. Và lá cờ đó nó vẫn theo tất cả những người Việt ở miền Nam cho tới bây giờ nha. Rồi tiếp tục. Rồi lướt qua một số những cái là cái Nguyễn Cao Kỳ trở lại Việt Nam sau này người Việt hải ngoại có suy nghĩ gì không chú? Tùy mỗi người. Có người thì họ không quan tâm, còn có người thì họ chỉ trích ổng rất là nhiều. Thì tùy theo mọi người, chứ tôi không biết được dư luận chung của tất cả mọi người. Có điều tôi thấy đa số các cựu quân nhân thì họ bất bình. Đa số những cựu quân nhân phục vụ cho miền Nam Việt Nam thì họ bất bình với lại cái chuyến đi của ông Nguyễn Cao Kỳ tới Việt Nam nha. Rồi, lướt qua một cái. Việt Nam sau này có giống Bắc Hàn không chú? Tệ hơn Bắc Hàn. Tệ hơn Bắc Hàn là ở chỗ là ít nhất Bắc Hàn nghèo khó thiệt, đói rách thiệt. Nhưng mà ít nhất Bắc Hàn còn có vũ khí nguyên tử và có hỏa tiễn đạn đạo và có những vũ khí gọi là có thể dùng làm lá bài để trao đổi với bên ngoài. Còn Cộng sản Việt Nam sau này là không có gì để trao đổi luôn.
mất sạch hết luôn, không có cái gì gọi là có tư thế gì để trao đổi luôn, còn tệ hơn Bắc Hàn nữa nha. Rồi hôm qua lái xe qua West Palm thấy khu vực Malabo cờ treo cờ Mỹ thấp, cột cờ giữa như cờ rủ, anh có thể giải thích vấn này không? Là ở đâu? West Palm Beach là chỗ của ông Trump, thì lá cờ họ vẫn treo bình thường, tôi đâu biết cờ rủ. Cờ rủ là khác, cờ rủ là có thông báo chính thức, tôi không thấy cờ rủ ở đó nha. Cái này tôi không biết, là vấn đề này là tôi nói hẳn là do cái vấn đề treo cờ nhiều khi để lâu quá nó bị tuột hay cái gì đó mình không biết, nhưng mà không có hiện tượng treo cờ rủ ở Malago nha. Vì sao những gì cựu tổng thống nói ra hết, những gì ông dự kiến sẽ làm có vẻ bí mật của mình, sao lại nói ra cho phe cánh tả biết vậy anh? No, cái đó là cái tính chất minh bạch. Tất cả những dự tính của mình phải công bố cho công chúng biết để thuyết phục công chúng. Tức là mình có cái chính sách như thế nào ra sao, bất kể đảng đối lập phản đối kiểu nào, nhưng ít nhất cho người dân Hoa Kỳ biết được quan điểm chính sách của mình, để người dân họ có quyền chọn hay không chọn ông Trump để bỏ lá phiếu bầu của họ. Đây là cái quy tắc của cái xã hội quản trị theo lối dân chủ. Ứng cử viên nào muốn thuyết phục công chúng thì phải công bố tất cả chính sách dự tính của mình và cái quan điểm của mình cũng như là cái lập trường của mình để cho cử tri chọn. Đây là cái cách rất là bình thường ở bất kỳ một cái xã hội dân chủ nào, nếu ứng cử viên đó muốn thuyết phục công chúng. Còn giấu như mèo vô cứt như cộng sản thì đương nhiên là nó chỉ dùng cây súng để nó cai trị thôi, chứ đâu có thể nào mà và được giống như là cái xã hội dân chủ tự do. Dân chủ tự do là mỗi ứng cử viên phải đi thuyết phục giờ cái cử tri của mình, nó khác xa lắm nha. Rồi theo anh Nguyễn Công Khế bị bắt không anh? Bị bắt nguội, tức là bây giờ nó thả ra, nó giữ passport rồi đó, đợi thêm vài ba tuần lễ hay vài ba tháng nữa nó đo lường dư luận, xong rồi nó và rà soát tất cả những cái thế lực của Nguyễn Công Khế còn lại thì nó sẽ quyết định bắt. Khi mà bắt đầu là nó có những cái hành động bắt đầu, tức là nó bắt nguội, ở bên Việt Nam gọi là bắt nguội đó, không bắt lúc bất ngờ không ai biết, thì cái điều này là cái điều có thể xảy ra nha. Rồi họ tập nói chung vận mệnh với Việt Cộng, nếu như Trung Cộng sụp đổ thì Việt Cộng phải chung vận mệnh, chưa biết được. Việt Cộng đó là họ tập nói thôi, còn Việt Cộng nó đổi màu, nó chuyển thành màu khác thì sao, chưa biết được. Đừng có ngồi đó mà hy vọng rằng là Cộng sản Trung Quốc sụp đổ thì Cộng sản Việt Nam sụp đổ, đừng nằm mơ. Giấc mơ này đã từng xảy ra rồi, khi mà khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ năm 1990 ai cũng nghĩ là toàn bộ khối Cộng sản sụp đổ hết, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy. Do đó đừng nghĩ rằng Cộng sản cái Trung Quốc sụp là Cộng sản Việt Nam sụp, không có đâu, nó sẽ ngã qua Nga, nó sẽ ngã qua Nga để nó duy trì chế độ, chắc chắn là như vậy luôn. Và nó tin tưởng rằng Nga sẽ đưa quân vào bảo vệ cho nó, tương tự như Nga đã bảo vệ cho ông tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Do đó cộng đừng có ngồi đó mà mơ tưởng là cộng sản sẽ sụp đổ khi mà Trung Quốc sụp đổ, không có đâu nha. Rồi tiếp tục Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Cách phân chia thời gian của chú, con thấy chú vừa làm tinh vừa lo cho công ty mà vẫn có thời gian cho gia đình. Vấn đề là cách con phân tích con ngủ bao nhiêu tiếng và cái giờ buổi tối con có đi ngủ sớm hay không. Chú là đi ngủ từ 7 8 giờ tối rồi. Cho nên là 4 giờ sáng chú phải dậy chú làm việc rồi. Thì tới 10 giờ sáng là chú xong hết tất cả những cái chương trình của chú, còn thời gian còn lại trong ngày thì chú lo cho công ty của chú và gia đình của chú nha. Rồi tiếp tục, người Hồi giáo theo khuynh hướng bảo thủ và luật Sharia, tại sao người Hồi giáo cánh tả vậy anh? Thật sự người Hồi giáo xưa nay họ vẫn đi theo cái khuynh hướng bảo thủ, nhưng những thành phần cánh tả nó biết được là những người theo Hồi giáo đông nhất thế giới, lực lượng của người Hồi giáo tới 2 tỷ người lận, cho nên nó dùng đủ mọi cách để mà nó tìm cách vuốt ve cộng đồng Hồi giáo. Nó vuốt ve cộng đồng Hồi giáo và cộng đồng Hồi giáo họ bảo thủ thiệt, nhưng mà có người ủng hộ cho họ về mặt chính trị thì họ đâu có ngại. Cái này là do nhóm khuynh tả nó muốn thay đổi suy nghĩ của những người Hồi giáo, và nó đã xảy ra ở nhiều quốc gia. Do đó đa số những người Hồi giáo là những người bảo thủ. Ok. Rồi tiếp tục, cho em hỏi thống đốc so với thượng nghị sĩ chức nào lớn hơn? Thượng nghị sĩ nào? Thượng nghị sĩ của tiểu bang thì không bằng thống đốc. Thống đốc là quyền là lãnh đạo của cả một tiểu bang,
Còn thượng nghị sĩ chỉ là về mặt lập pháp mà thôi. Nó không có liên can gì cả. Thượng nghị sĩ là những người duy trì, lập ra và điều chỉnh những cái luật pháp. Còn thống đốc là cái người điều mà hành toàn bộ guồng máy của cả tiểu bang. Thì trên nguyên tắc tiểu bang là thống đốc đứng đầu. Thống đốc là người đứng đầu. So với thượng nghị sĩ liên bang, ví dụ vừa rồi California, bà Dianne Feinstein qua đời, bà là thượng nghị sĩ của liên bang. Thì cái quyền bổ nhiệm người kế tiếp thế vị trí của bà là quyền của thống đốc. Do đó, nếu mà xét về cương vị là đứng đầu là tổng thống, đứng nhì là thống đốc, đứng thứ ba là thị trưởng. Tại vì họ đứng đầu một cái guồng máy ở khu vực của họ, địa phương hay là ở tiểu bang hay là liên bang. Còn bên thượng nghị sĩ chỉ là bên lập pháp mà thôi. Tuy được dân bầu nhưng mà bên lập pháp. Thì về xét về cái tôn ti trật tự mà theo cái chiều dọc đó thì là tổng thống đứng đầu một quốc gia, thống đốc đứng đầu một tiểu bang, thị trưởng đứng đầu một thành phố. Họ có quyền hạn của họ là quyền hạn điều hành thành phố thôi, nhưng mà họ không xen vào cái việc lập pháp nha, nó khác nhau chỗ này. Rồi tiếp tục, một người làm việc trong nhà nước Hoa Kỳ có được chơi cờ bạc cá cược hay chơi chứng khoán được không anh? Nếu họ chơi hợp pháp thì đâu có gì đâu. Tại vì đó là đời sống cá nhân của họ. Đời sống cá nhân của họ, họ có thể tới Las Vegas họ bet hay là họ tới những cái sòng bài họ chơi. Tuy nhiên là về mặt luật pháp không có cấm họ kể cả mua bán chứng khoán. Nhưng mà về mặt đạo đức thì nó lại là một chuyện khác. Về mặt đạo đức lại là một chuyện khác, và thứ hai là những cái hoạt động này của họ có ảnh hưởng tới tín dụng của họ hay không. Tại vì thường thường những người làm việc cho chính quyền liên bang đó thì họ còn xét tới cái tín dụng cá nhân của mình nữa, để họ bảo đảm là mình không có bị mang nợ nhiều quá hay cái gì đó rồi ảnh hưởng rồi sau này sẽ tham nhũng hay là sẽ có những cái hành động tiêu cực. Thì thông thường nếu mà bổ nhiệm làm việc ở trong liên bang đó thì đa số nó là như vậy. Còn nếu như mà là dân cử, dân bầu á thì không nói được. Nếu mà một giới chức của liên bang mà dân bầu như là bên lập pháp đó thì chịu thôi. Bây giờ ổng có cờ bạc, ổng có ghiền cờ bạc gì nữa mà dân vẫn bầu cho ổng thì không ai làm được gì cả. Ok. Anh nghĩ Hunter Biden bỏ trốn trước khi ông Trump đắc cử không? Câu trả lời là không. Trốn ở đâu? Trốn ở nước nào? Tại vì đa số tất cả những cái quốc gia mà đồng minh với Hoa Kỳ họ đều có hiệp ước dẫn độ hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó bỏ trốn bằng cách nào? Khi passport đã bị giữ. Đi qua nước người ta bất hợp pháp người ta bắt á. Không có passport nhập cảnh là người ta bắt á. Thì bỏ trốn bằng cách nào? Ok. Rồi tiếp tục, vụ Trương Mỹ Lan anh nghĩ tiếp theo Lê Thanh Hải và phe cánh Trương Tấn Sang không? Trương Tấn Sang thì chắc chắn rồi đó. Nhưng mà Lê Thanh Hải tôi chưa biết. Tại vì phe cánh của Lê Thanh Hải còn rất là mạnh. Nhất là cái nhóm quân khu 9 với quân khu 7. Nó vẫn hỗ trợ cho Lê Thanh Hải mà. Nó vẫn cùng phe với Lê Thanh Hải mà. Là đụng tới phe quân đội ở phía miền Nam nữa. Cho nên tôi cũng không biết được là cái vụ án Trương Mỹ Lan này là Nguyễn Phú Trọng muốn shut down cái đám cái Nam Cộng hay Nguyễn Phú Trọng muốn tập trung tất cả những kẻ nắm tiền bạc ở ngoài Bắc, tức là những đại gia ngoài Bắc thì tôi không biết. Nhưng mà theo tôi biết thì Trương Tấn Sang có thể không còn chỗ đứng, nhưng mà riêng Lê Thanh Hải đó thì vẫn còn quân khu 7 với quân khu 9 chống lưng ở phía sau. Ok. Rồi, trong các môn võ thuật ở Mỹ thì anh Phong Mỹ thích môn nào nhất? Boxing, MMA, đô vật Mỹ vân vân. Đô vật chỉ là biểu diễn thôi. Tại vì họ đánh bằng những cái bắp thịt chứ không phải đánh bằng những cái động tác gọi là gây chết người hay là gây thương tích. Họ đánh bằng những cái bắp thịt. Còn mà MMA thì nó khác. MMA được người Mỹ chuộng nhiều nhất trong khoảng 20 năm trở lại đây. Khoảng 20 năm trở lại đây là cái môn MMA, tức là Mixed Martial Arts, là nó gọi là cái chữ đó là cái chữ võ tổng hợp đó. Thì cái này là người Mỹ chọn, người Mỹ rất yêu chuộng tại vì nó phù hợp cho cái sinh hoạt của họ. Nó phù hợp cho cái sinh hoạt của họ, có nghĩa là có đa số những người trẻ Mỹ họ đi vào quân đội đó hay là họ đi vào những cái ngành về công lực đó thì MMA rất có giá trị với họ. Do đó người Mỹ họ thích MMA hơn trong giai đoạn này. MMA thì họ thích, còn ngày xưa là họ theo trường phái của Taekwondo, tức là của Lý Tú Long, tức là tuyệt quyền đạo.
Tại vì lúc đó là ông Bruce Lee đó, ông đã sáng lập cái Taekwondo ở tại Mỹ. Cũng tương tự như là MMA, là không có đánh qua đánh lại, phải đủ sức mạnh đấm một phát là đối thủ gục. Thì MMA là cái môn mà tất cả mọi người Mỹ đều thích bây giờ trong giai đoạn này nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nhiều người nói đời sống bên Úc nhẹ nhàng an bình hơn bên Mỹ, quan điểm của chú Quang chứ? Không những là Úc, Âu Châu cũng vậy. Tại vì Mỹ là một cái xã hội nó bắt mọi người phải đóng góp vào xã hội nhiều hơn. Do đó ở Mỹ này đó thì có những cái là quý vị dù quý vị làm chủ một căn nhà pay off rồi, quý vị vẫn phải đi làm, tại vì không đi làm lấy tiền đâu trả tiền thuê đất. Thì cái đời sống bên Mỹ này nó thúc tất cả mọi người ra xã hội làm việc. Không những còn Úc thì với Âu Châu họ có những cái chương trình về y tế tốt hơn, về xã hội tốt hơn. Nhưng bù lại thì cái sức phát triển của những quốc gia đó chậm hơn Mỹ. Mỹ phát triển nhanh hơn. Vấn đề là mình thích ở xã hội nào? Mình thích ở một cái xã hội nhàn nhã về già, nhàn nhã không cần làm nhiều, hay mình thích một cái xã hội mà mình có cái cơ hội thăng tiến nhiều hơn? Úc hay là Âu Châu họ đi về về cái khuynh hướng xã hội hưởng nhiều hơn. Những gì họ là họ làm họ hưởng. Còn bên Mỹ thì khác, bên Mỹ thì nó thúc đẩy gần như dân Mỹ là phải đi làm hết và phải có cái cầu tiến nhiều hơn. Do đó bên Mỹ là so với mức thuế của Âu Châu nó thấp hơn, nhưng mà về mặt xã hội nó không bằng Âu Châu hay Úc Châu. Nó không bằng Âu Châu Úc Châu về mặt xã hội đó, là bởi vì Mỹ thúc đẩy tất cả mọi người phải đi làm nha. Rồi tiếp tục. Khi miếng ăn càng ngày càng ít lại, dân số càng đông thì xã hội càng băng hoại. Đó là cái điều khi mà mọi người bắt đầu khó khăn kiếm ăn, thì lúc đó mọi người sẽ bất chấp thủ đoạn để kiếm ăn. Thì lúc đó họ không còn xem luật pháp tôn ti trật tự người thân ra gì nữa. Thì cái đó là xã hội băng hoại đó. Nó dẫn tới một cái tình trạng xã hội băng hoại đó. Khi mà tôn ti trật tự xã hội không còn, tôn ti trật tự gia đình không còn, và mọi người chỉ dành ăn đạp lên nhau mà sống, thì bất chấp tất cả mọi thứ, thì nó là một xã hội băng hoại đó nha. Rồi chú Phong cho con hỏi, bên hải ngoại các ca sĩ trẻ phát triển không, hay tại sao các nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam hát thỏa hiệp với Hà Cộng sản Hà Nội? Đơn giản thôi, thật sự cái lượng khán giả ở bên Mỹ này chỉ có 2 triệu mấy người thôi. Ok, 2 triệu mấy người gốc Việt thôi, và đa số những nghệ sĩ trẻ bên đây đều sống nhờ vào tất cả những cái tài sản cũ, tức là những cái ca khúc, những cái bản nhạc đã được sáng tác trong nhiều năm qua. Do nên cái hướng phát triển của họ ở đây bị giới hạn. Bây giờ họ muốn kiếm một mớ khán giả mới đông hơn thì họ bò về Việt Nam thôi. Cái chuyện đó cũng chả có gì lạ cả, trừ khi những nghệ sĩ trẻ ở đây mà họ đi vào dòng chính của Hoa Kỳ. Tức là không có hát tiếng Việt, tất cả là tiếng Anh. Thì có những người thành công và có những người không thành công. Thì tùy theo cái giới trẻ đó chọn cái gì. Còn ở bên Việt Nam nó có 100 triệu dân nữa. Ở bên đây có 2 triệu mấy dân à. Thì nghệ sĩ là cái ngành giải trí. Ngành giải trí họ cần số đông. Họ cần số đông thì họ muốn về Việt Nam là chuyện của họ. Vấn đề ở chỗ là họ về Việt Nam thì có thể họ sẽ đánh mất cái khối khán giả bên đây nếu họ không biết cách xử, nếu họ không biết cách gọi là giải quyết vấn đề. Còn nếu họ khéo léo thì họ không bị chống đối ở bên Mỹ, nhưng họ vẫn về trình làm Việt Nam trình diễn được nếu họ biết khéo léo. Còn nếu mà họ bị cái đám cán bộ nó ép buộc họ phải nói những lời bất lợi bên đây thì họ sẽ bị tẩy chay bên đây. Giới nghệ sĩ trẻ bên đây chỉ có 2 con đường, một là đi vào cộng đồng. Cộng đồng thì là những cái tài sản đã có sẵn, những ca khúc, những bản nhạc đã có sẵn. Còn hai là họ đi cái mức cái hướng khác, tức là không dính tới cộng đồng, họ đi vào dòng chính của Mỹ. Nhưng mà trường hợp này thì cạnh tranh nhiều, tại vì trong dòng chính của Mỹ không phải chỉ có nghệ sĩ Việt Nam, nghệ sĩ người Hoa, người Đài Loan, người Hồng Kông, người Đại Hàn, bây giờ thì nó đang là thế giới của Đại Hàn, K-pop đang thống trị. Không phải chỉ có thống trị ở Á Châu mà ngay tại Mỹ luôn. Quý vị thấy là bây giờ McDonald's, một trong những cái hệ thống bán football lớn nhất của nước Mỹ, còn phải mua hình ảnh của K-pop để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Thì giờ K-pop đang dẫn đầu. K-pop đang dẫn đầu. Trong khi đó,
thì những rapper gốc Việt cũng không ngóc đầu nổi. Tại vì thật sự rapper gốc Việt cũng bị giới hạn. Do đó tùy theo mình chọn cái thị trường nào nha. Rồi tiếp tục. Wow, à lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. À rồi, à chú nghĩ do Huawei làm sản phẩm tốt quá nên Mỹ cấm vận chip không chú? Vì ai dính đánh giá Huawei năm nay phẩm tốt, họ có sạc trên 60W, trong khi Apple chỉ có 25W, tức là 25W đó hả? Thì tôi đã nói với quý vị, không phải sạc Huawei sản xuất tốt, tất cả những thiết bị của Huawei bây giờ, nếu mà bên Mỹ rút ra hết, thì Huawei chết luôn. Nên nhớ Apple, họ sản xuất tất cả những cái gì là thuộc bản quyền của họ. Còn Huawei sản xuất là họ chỉ có một phần bản quyền về mặt bao bì thôi. Còn cốt lõi ở bên trong là thuộc bản quyền của các công ty Hoa Kỳ. Bây giờ họ sản xuất được pin điện, được hay là kéo dài cái thời gian đó là vì bên Trung Quốc đang nắm lithium số lượng nhiều và chi phí sản xuất rẻ. Chủ yếu của họ là rẻ. Còn Apple phải đáp ứng rất nhiều những cái đòi hỏi khó khăn của FCC. Do đó sản phẩm của Apple mắc hơn. Chứ chả ai nói là của bây giờ đi ra ngoài đi. Ở con ở Việt Nam thì con thấy Huawei thôi. Con bước qua bên Mỹ, con bước qua bên Âu Châu, con sẽ không thấy điện thoại của Huawei. Nó cạnh tranh không nổi trong thị trường của Apple với Samsung. Ở bên Mỹ này đứng đầu là Apple với Samsung. Đứng thứ nhì là Google. Phone của Google. Và bây giờ đang chuẩn bị là cái phone của Tesla nè. Huawei không có cửa. Tại vì đồ của Huawei là đồ đi vay mượn. Vay mượn bản quyền phát minh của người khác. Bây giờ chỉ cần nói, cậu bây giờ chỉ cần Apple rút cái giấy phép touch screen thôi. Tức là màn hình mà con bấm đó, cái đó là bản quyền của Apple đó con. Bây giờ mà Apple cúp bản quyền một cái đó thì Huawei lấy con khỉ gì sản xuất? Tại vì cái bản quyền của cái màn hình touch screen này là thuộc về công ty Apple. Và Apple chia sẻ ra những cái kỹ thuật này cho những công ty đối thủ của mình. Trong đó có cả Samsung. Samsung từng bị nộp cho Apple 5 tỷ Mỹ Kim về tội vi phạm bản quyền ở trong cái touchscreen đó. Tức là cái màn hình mà con bấm được. Bây giờ nếu mà Apple cắt cổ một cái á, thì Huawei lấy con khỉ gì sản xuất đây? Điện thoại bấm hả? Bấm số á. Chứ làm gì có màn hình touchscreen được. Màn hình touchscreen đó là thuộc về Apple đó. Bây giờ con hiểu chưa? Con không hiểu về kỹ thuật thì chú giải thích cho con nghe. Huawei hay là Xiaomi chỉ là những cái thứ điện thoại đi vay mượn thôi. Chứ tất cả từ trên mở cái phone của nó ra, cả trăm cái bộ phận trong đó đó, có mấy cái mà thuộc về bản quyền của Huawei đây? Hay là thuộc về bản quyền của những công ty bên ngoài nước Trung Quốc? Ok, con chưa hiểu được kỹ thuật thì con đừng lên tiếng nói rằng là tại vì Huawei tốt hơn. Sản phẩm của Huawei chưa tốt hơn đâu. Nó chỉ tốt cái phần PR thôi, tức là quảng bá thôi. Nó chỉ tốt cái phần quảng bá thôi, tức là công nghệ lăng xê đó. Nha. Rồi tiếp tục. À, đúng là dân mình không thích Trung Quốc. Em thấy tập mình qua mà dân không có chào đón hai bên đường, chỉ có một ít tại sân bay. À, ông truyền hình thì nói cả ngàn người đón mà không thấy đâu hết. Thứ nhất là những kẻ đón là lại ngay tại phi trường luôn. Nó có thể có 1.000 người đó. Tại vì những kẻ đó là ai? Đoàn thanh niên Cộng sản. Tức là những đứa làm đoàn viên á, nó học trong trường học á, nó bị bắt phải đi đón Tập Cận Bình. Còn dân chúng bình thường có ai đi đón đâu? Dân chúng bình thường có ai đi đón đâu? Quý vị thấy đó, Tập Cận Bình tới San Francisco thôi á, là biểu tình cả mười mấy ngàn người chia nhau mấy ngày để chống Tập Cận Bình đó. Do đó, còn cái đám mà đoàn viên đoàn thanh niên Cộng sản hay là đội viên đội thanh niên Cộng sản đó, là những đứa mà chưa được làm đảng viên đó, thì nó nằm ở trong các cái trường trung học với đại học đó, nó bị ép phải đi đón Tập Cận Bình. Nó được chọn lọc để đi đón Tập Cận Bình. Ok? Rồi. Philippines sắp tới được Mỹ tài trợ như thế nào chú? Kinh tế và quân sự? No. Quân sự thì có, nhưng kinh tế thì không. Kinh tế thì Hoa Kỳ chỉ có thúc đẩy các công ty đầu tư thôi. Tương tự như Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, họ chỉ thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam thôi.
Còn quyết định đầu tư không là do các công ty tư nhân. Còn họ hỗ trợ về mặt quân sự là bởi vì Philippines là một quốc gia đồng minh cũ của Hoa Kỳ. Và bây giờ họ quay trở lại cái hiệp ước quân sự. Thì về mặt tài trợ quân sự thì có. Tức là có thể Hoa Kỳ sẽ duyệt cho Philippines một số tín dụng mua các vũ khí của Hoa Kỳ. Còn kinh tế thì không. Kinh tế thì Hoa Kỳ chỉ thúc đẩy những cái hiệp ước để phát triển kinh tế giữa hai quốc gia. Còn quyền đầu tư là thuộc về các công ty tư nhân. Có điều là với sự khuyến khích của Hoa Kỳ và có sự bảo đảm của chính phủ Hoa Kỳ thì nhiều công ty Hoa Kỳ sẽ đầu tư vào Philippines. Chứ chính phủ Hoa Kỳ không có tiền để mà tài trợ cho kinh tế của quốc gia nào. Ngoại trừ Ukraine là quốc gia đang có cái cuộc chiến thì tài trợ để Ukraine phục hồi kinh tế và tái xây dựng lại đất nước thì có. Nhưng mà với những quốc gia khác, Hoa Kỳ không có tài trợ kinh tế. Cái đó là cái trò của mấy người cộng sản. Suốt ngày cứ tuyên truyền là Mỹ cho tiền để làm cái này cái kia, không có đâu. Nước Mỹ này không có tiền từ quốc hội đi ra, nó không dễ đâu. Tiền từ quốc hội đi ra đó là nó phải có cái mục tiêu rõ ràng. Và Mỹ không có đem tiền đi cho nước nào để phát triển kinh tế cả. Mỹ chỉ tài trợ về nhân đạo để giúp cho quốc gia đó có thể phát triển kinh tế thôi. Ví dụ như ngày xưa cộng sản mới mở cửa ra và bang giao với Mỹ, nghèo quá thì Mỹ mỗi năm cho ít tiền để mà xóa đói giảm nghèo ở những cái vùng xa xôi. Chứ Mỹ không có tài trợ kinh tế theo kiểu mà ô mỗi năm tôi cho anh vài trăm tỷ, không có chuyện đó nha. Rồi tiếp tục châu Âu hay gì, Âu châu hay châu Âu, phương Tây hay Tây phương, tùy theo cái cách gọi của mình, kiểu nào cũng được hết. Người Việt cứ gọi tới gọi lui kiểu đó. Có điều là người ta Western là tại vì nó bắt nguồn từ Âu châu. Tức là quý vị nhìn cái bản đồ Âu châu phía Tây, những nước ở phía Tây như Pháp, Đức này nọ thì nó gọi là Western. Còn phía Đông thì nó gọi là Đông Âu, thì nó lại có cái biểu tượng của Nga. Thì phía Western tức là phía Tây của Âu châu là hầu hết là những quốc gia như là Pháp, Đức, Ý, rồi đại khái là họ gọi chung cái ngôn ngữ là Western. Thì người Á châu mình thì cũng gọi kiểu đó, tức là Đông phương Tây phương, thì đại khái như vậy thôi. Thì chính ra đó mình gọi Đông phương Tây phương hay là Âu châu là cách gọi cũ của người của mình ngày xưa. Còn cộng sản thì nó tránh, nó không muốn dùng, nó đổi là châu Âu châu thành châu Âu, hay là Tây phương thì thành phương Tây. Chứ chính ra cái ngôn ngữ mình ngày xưa là mình nói theo cái văn hóa của miền Nam á, Đông phương Tây phương. Ok, chứ mình không có gọi cái kiểu mà gọi là giống như cộng sản bây giờ nha. Rồi tiếp tục. Khối ASEAN có thể thay đổi quy tắc trở thành liên minh quân sự như NATO không anh? Không. Tại vì cái hèn của khối ASEAN là không xen vào nội bộ của nhau. Mà khi không xen vào nội bộ của nhau thì đừng hòng có hợp tác quân sự. Chỉ là ký kết giữa những quốc gia với nhau mà có họ thấy rằng có cái chung một kẻ thù thì họ có thể tự ký kết riêng, nhưng toàn bộ khối ASEAN thì nó có cái quy tắc đó, cho nên là nó không bao giờ có cái liên minh quân sự ra. Cái liên minh quân sự tại Á Châu chỉ xuất hiện nếu Nhật, Đại Hàn rồi Đài Loan đứng ra lập thì có thể có. Còn đám Đông Nam Á thì không có đâu nha. Rồi tiếp tục. Nếu thống đốc không làm theo luật lệ được ban ra bởi gì đây, thống đốc của đảng đối lập, thì chuyện gì xảy ra là sao? Nếu không làm theo luật lệ được ban ra bởi thống đốc đối lập là tổng thống đối lập là sao? Ok, hiểu rồi, tổng thống đối của đảng đối lập, tức là thống thống đốc thì như ví dụ như thống đốc đảng Dân chủ, còn tổng thống đảng Cộng hòa, cái đó họ có quyền chống nhau đó. Tại vì trên quy tắc có những cái thuộc về liên bang thì thống đốc không làm được gì được hết, nhưng có những cái thuộc về tiểu bang thì tổng thống cũng cũng không làm gì được hết. Cái này là cái phân quyền trong cái tinh thần độc lập. Những cái nào thuộc về liên bang thì liên bang có quyền, cái nào thuộc về tiểu bang thì quyền đó thuộc ở thống đốc. Ví dụ quý vị còn nhớ năm 2020 xảy ra cái biến cố của George Floyd không? Thì trên quy tắc ông Trump là tổng thống, ổng cho khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới những cái tiểu bang mà có bạo loạn. Nhưng mà ổng có quyền khai triển tới, nhưng mà sử dụng hay không, activate hay không là quyền của thống đốc. Thống đốc có quyền không dùng.
và hầu hết các tiểu bang mà bị quậy là màu xanh, tức là những tiểu bang của đảng Dân Chủ đó, từ Oregon cho tới Washington State cho tới California đó, gần như là các thống đốc ở đây họ chờ, họ không activate cái lực lượng vệ binh quốc gia, tức là họ không cho, họ họ không sử dụng, thì ông tổng thống cũng chịu thôi, không làm gì được hết. Tại vì quyền của tổng thống là có thể đưa lực lượng tới, nhưng mà tới khu vực đó thì cái quyền mà nắm cái quyền mà cho phép sử dụng lực lượng đó hay không là quyền của thống đốc và quyền của thị trưởng luôn. Nếu tới địa là coi như ông tổng thống cũng chịu thôi. Thì quý vị còn nhớ cái năm 2020, nhiều thống đốc đã không sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia để mà trấn áp bạo loạn trong cái thời điểm đó. Một phần là họ chống Trump, một phần khác họ sợ. Tại vì lực lượng vệ binh quốc gia khi mà họ bắt đầu được sử dụng đó, mà được giao nhiệm vụ đó, họ không giống như cảnh sát. Ai cản là họ bắn ngay tại chỗ. Và họ chỉ chịu trách nhiệm trước tòa án quân sự, không có chịu trách nhiệm trước tòa án của hình sự hay dân sự. Mà họ chỉ chịu trách nhiệm trước tòa án quân sự thôi. Do đó, cái đám thống đốc sợ trách nhiệm. Tại vì khi activate như vậy, tức là khi mà cho lực lượng vệ binh quốc gia mà sử dụng đó, thì người chịu trách nhiệm cuối cùng là thống đốc nữa. Do đó, ở Mỹ này nó có cái phân quyền. Phân quyền giữa tiểu bang và liên bang. Phân quyền giữa quốc hội, tư pháp và hành pháp. Tại vì tôi đã nói quý vị ngay từ đầu, nước Mỹ này khởi đi từ sự độc lập. Độc lập đó là độc lập trong suy nghĩ của mọi người, độc lập trong khu vực. Do đó, quyền hành về mặt cái nào thuộc về liên bang, ví dụ như luật di trú, là thuộc về liên bang thì tiểu bang chịu, không làm gì được hết. Đó, quý vị thấy Texas không, làm bao nhiêu việc bị chặn hết là bởi vì cái đó quyền hạn đó là của tổng thống chứ không phải của thống đốc, của tổng thống nhưng mà của thống đốc, thì cái biên giới đó thuộc quyền hạn của liên bang, thì thống đốc chỉ làm được trong cái vai trò của mình thôi, không làm hơn được nữa. Làm hơn là chính quyền tiểu bang liên bang nó quất tới liền đó. Mấy cái đơn kiện là bên Texas thua đó, tháo gỡ mấy cái hàng rào, cắt mấy cái kẽm gai đó, thì tòa đều phán cho liên bang hết. Tại vì cái đó thuộc thẩm quyền của liên bang, thì thống đốc không làm được gì hết. Ngược lại có những cái thuộc về quyền tiểu bang thì tổng thống cũng không làm được gì. Ví dụ như cháy rừng ở California. California mỗi năm đều bị cháy rừng. Ông Trump lúc trước ông ép California là phải thay đổi cái luật quản trị rừng. Nhưng mà Gavin Newsom nó lắc đầu, nó nói no, tôi giữ nguyên vậy tôi không làm gì hết. Thì ông Trump cũng chịu thôi. Cùng lắm là ông cắt cái ngân sách cho tiểu bang California thôi. Chứ ông đâu làm được gì đâu. Ok. Rồi tiếp tục. Có cách nào để diễn hành Tết Nguyên Đán thành phố Westminster vào ngày Chủ Nhật không cảm ơn anh? Câu trả lời là không. Tại vì thành phố Westminster tổ chức thường thường là ngày thứ Bảy. Hầu hết truyền thống của nó là ngày thứ Bảy và không ai đồng ý tổ chức ngày Chủ Nhật hết. Tại vì ngày Chủ Nhật họ còn đi dự hội chợ Tết những nơi khác nữa. Cho nên sáng thứ Bảy là cái sáng mà ở thành phố Westminster đã chọn. Và cũng không có ai muốn đồng ý chuyển qua ngày Chủ Nhật hết. Thứ nhất, ngày Chủ Nhật là người ta kẹt nhà thờ. Thứ hai là ngày Chủ Nhật trong dịp Tết đó người ta còn đi hội chợ Tết, người ta còn có nhiều cái chỗ đi. Thì chỉ có sáng thứ Bảy trước 12 giờ, từ 9 giờ sáng, 8 giờ sáng cho tới 12 giờ là diễn hành Tết ở thành phố Westminster thôi. Trừ những trường hợp mà gọi là bất khả kháng vì một lý do nào đó thôi. Nhưng mà theo tôi biết thì từ xưa nay chưa hề xảy ra nha. Rồi tiếp tục. Nếu lưỡng viện quốc hội và hành pháp do Cộng hòa nắm 24, ông Trump dễ dàng với NATO không anh Phong? Theo tôi biết thì hôm rồi Thượng viện đã thông qua và cái người dẫn đầu Thượng viện lại là bên Cộng hòa, là sẽ buộc Tổng thống không được phép rút ra khỏi NATO bằng quyền hành pháp mà phải được thông báo và phải được sự chấp thuận của Thượng viện. Thì cái dự luật vừa rồi nó đã được thông qua trên sàn Thượng viện. Mà được người dẫn đầu là ông Marco Rubio, là ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở Florida. Thì điều này có nghĩa là Tổng thống bây giờ dù có quyền hành pháp và nắm được lưỡng viện quốc hội, trừ khi là trên Thượng viện bỏ phiếu lại và xóa bỏ cái luật này đi. Xóa bỏ cái luật này đi thì ông Tổng thống mới có quyền gọi là rút ra khỏi NATO. Còn bây giờ là vừa rồi là Thượng viện đã làm chuyện đó rồi.
họ đã bỏ phiếu rồi. Và nếu như mà Đảng Cộng hòa nắm đa số thì cũng chưa chắc, tại vì cái lần này cái người cầm đầu trong số những thượng nghị sĩ ở Thượng viện mà đưa cái dự luật đó ra là Marco Rubio của Đảng Cộng hòa. Tức là họ khẳng định cái tư thế đồng minh với lại Âu Châu. Hoa Kỳ là tổng thống hành pháp không được phép rút ra khỏi NATO nếu không có sự chấp thuận của Thượng viện. Thì bây giờ dù ông Trump nắm lại quyền hành pháp, lưỡng viện do Đảng Cộng hòa nắm, nhưng mà chưa chắc những đảng viên Đảng Cộng hòa ở trên Thượng viện đã đồng ý. Do đó, bây giờ là chịu thôi, họ đã qua, họ thông qua tuần trước rồi. Tuần trước họ đã thông qua cái dự luật đó rồi. Và đã cái đạo luật đó rồi. Thì bây giờ chịu thôi. Có điều là ông Trump có thể làm những chuyện khác. Ví dụ, ông sẽ ngưng ngân sách cho NATO. Thì cái đó nằm trong quyền hành pháp của ông. Trong quyền hành pháp của ông sẽ ngưng không cung cấp tiền cho NATO nữa. Ông có quyền ra lệnh rút hết quân ra khỏi NATO, ra khỏi Âu Châu. Tại vì ông là tổng tư lệnh quân đội. Có điều là cái quyết định đó có được bên phía Ngũ Giác Đài họ đồng ý hay không lại là một chuyện khác nữa. Nhưng quyền tổng tư lệnh quân đội hành pháp ông có cái quyền này. Ông không rút ra khỏi NATO, nhưng mà ông rút bớt quân hết, rút dần dần hết. Rồi ông lại ra rút luôn cả các cái nguyên tử vũ khí gì đó ra khỏi Âu Châu, thì ông có thể làm trong quyền hành pháp của ông, nhưng mà ông không được tự ý rời khỏi NATO. Tại vì vừa rồi tuần rồi đó là Thượng viện nó thông qua, thì coi như là tất cả những cái quyết định mà rời khỏi NATO đó là phải được sự chấp thuận của Thượng viện. Thì cái này là cái mà tuần trước bên phía Thượng viện đưa qua, cho nên bây giờ ông Trump mà có nắm hành pháp rồi lưỡng viện quốc hội có nắm được cái bên Đảng Cộng hòa nắm được đa số đi nữa, thì có một số cái mình làm được, có một số cái không làm được. Tại vì đảng đối lập vẫn có một cái công cụ trên sàn Thượng viện để chặn, đó là cái quy tắc filibuster. Nó đòi hỏi 60 phiếu ở ngoài sàn Thượng viện. Thì cái quy tắc này dành cho đảng thiểu số để mà giảm bớt, ngăn chặn tình trạng lạm quyền của đảng cầm quyền. Do đó cái quy tắc filibuster này nó là cái công cụ bảo vệ cho thiểu số ở trên sàn Thượng viện. Do đó có những cái chúng ta làm được, ông Trump làm được, nhưng có những cái chưa chắc làm được. Ok. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua. Cảm ơn người nào đây? Nguyệt Nguyễn đóng góp 2 Mỹ Kim, lệnh hồi xung USD. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, wow, lướt qua một số nha, ra lại cái phần của quý vị nha, chúng tôi một lát là mất hết luôn cái comment của quý vị đó. Ok, rồi Emmy, anh cảm ơn em rất nhiều, anh đã nói rồi, em nhắc tới cái chữ đó là em bị block ngay trong cái channel của anh luôn. Anh không muốn nhắc tới cái chữ đó, ok? Và cái chữ đó là tới bây giờ là anh nói anh coi đó là một cái trò lừa gạt đối với lại những người không biết gì về tiền điện tử nha. Rồi Hoa Kỳ vừa sử dụng vỏ lại có cả súng, những người nào sử dụng súng cả vỏ thì đố ai dùng đụng đến người Mỹ. Cũng không phải như vậy, tại vì đối với người Mỹ thì họ có những cái sở thích và họ có những cái biện pháp tự vệ cho mình. Thì cái này nó nằm trong cái hiến pháp tu chính đáng số 2, quyền tự vệ của người dân. Thì quyền tự vệ đó bao gồm cả vũ khí. Thì cái đó là cái còn người Mỹ có ý thức được hay không để sử dụng đó cái quyền của mình hay không, thì nhiều người Mỹ tôi thấy ít người sử dụng đến cái quyền đó lắm, nhất là những người Mỹ gốc Á. Những người Mỹ gốc Á, đặc biệt là người gốc Việt á, thì họ vẫn chưa có thói quen sở hữu súng ở trong nhà. Những năm sau này thì có đông hơn chút, nhưng ngày xưa hầu hết không có, tại vì lúc đó những người Việt xuất thân từ một cái quốc gia có chiến tranh. Do đó họ xem cây súng là một cái biểu tượng gì đó ghê gớm lắm. Thậm chí bà xã tôi nè, bà nói cây súng của cô hồn, trong khi cây súng nó chưa bắn ai hết, nó từ trong lò sản xuất súng ra thôi á, mà tôi còn không mua được đó, là bà sợ đó. Bà nói cây súng đó có cô hồn, không cho ăn vô về nhà. Thì tại vì người Việt bị cái tâm lý là từ xuất thân từ một quốc gia có chiến tranh, cho nên họ sợ cây súng đó. Mấy năm sau này thì bắt đầu là người Việt bắt đầu hiểu được hơn đó, thì bắt đầu có nhiều người mua súng rồi và đi tập bắn súng rồi, là bởi vì họ hiểu được ý nghĩa. Còn trước còn những người khác thì họ không hiểu được ý nghĩa đó, họ cứ xem cây súng là bạo động, họ cứ xem cây súng là một cái gì đó ghê gớm lắm.
họ không chỉ mua, họ không có muốn có cây súng trong nhà của họ nữa đó. Chính bà xã tôi bây giờ mới có 2 năm nay thôi, bà mới ok là tôi có quyền để súng trong nhà. Còn trước giờ đó quý vị, có nhiều fan của tôi đó tặng súng cho tôi luôn mà tôi không nhận được, là gì mình nhận xong rồi bà xã không cho mang vô để đâu, tại vì bà sợ, bà nói cây súng của cái ồn, mà cây súng nó có bắn ai đâu, cây súng đó từ lò sản xuất được mua ra bà, là để rồi bắn vô mấy cái bia mấy cái chứ đâu có bắn chết người nào đâu, mà bà nói cây súng của cô hồn đó. Thì bởi vì người Á Châu ít có cái khái niệm về súng đạn nhiều so với 10 người Mỹ và người da đỏ. Người Mỹ, người Mễ, người da đỏ họ quen rồi, cả mấy trăm năm nay rồi, cho nên đối với họ cây súng trong nhà là chuyện bình thường. Cũng giống như quý vị ngày xưa mà chúng ta ngày xưa mà các cái người mà dưới thời quân chủ đó, mình ra đường mình đeo kiếm đeo cung là chuyện bình thường, nhưng mà đeo súng thì bây giờ cũng là lại chuyện khác nữa nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số cái rồi. Tại sao Hoa Kỳ và Canada phát triển vượt bậc so với các nước khác ở châu Mỹ vậy anh? Nguyên nhân nào khiến quốc gia Nam Mỹ và Trung Mỹ kém phát triển vậy anh? Văn hóa một phần. Văn hóa một phần, với lại cái vấn đề quý vị nên nhớ, Nam Mỹ và Trung Mỹ là nơi được xem, tôi gọi là cái nơi được xem xuất phát từ những cái khái niệm về khuynh tả, là nó xuất phát từ đây, là nó xuất phát từ đây. Kể cả ông tổ của cái thuyết duy vật của cộng sản cũng xuất phát từ Trung Mỹ và Nam Mỹ luôn, tức là Darwin á, cái người mà đưa ra cái thuyết mà khỉ vượng thành con người á, thì cũng là ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Còn nước Mỹ, sở dĩ Mỹ và Canada phát triển mạnh là bởi vì họ điều hành quốc gia theo cái guồng máy của Cộng hòa, nền Cộng hòa. Họ là họ không sử dụng cái nguồn máy của đã chế độ quân chủ nữa. Riêng Canada thì nó là cái nền Cộng hòa lập hiến. Tức là bên Canada bây giờ quý vị thấy họ vẫn còn trân trọng với nữ hoàng Anh, tại vì họ thuộc về cái khối Commonwealth, tức là khối thịnh vượng chung của Anh, Úc, Ái Nhĩ Lan, New Zealand, Canada. Thì những họ còn chung một cái gọi là khối thịnh vượng, tức là Commonwealth. Do đó họ vẫn có một cái gọi là suy tôn đối với lại nữ hoàng Anh hay là hoàng gia của Anh. Còn Mỹ thì không có, Mỹ là bắt đầu từ lúc lập quốc là một cái nền cộng hòa hoàn toàn. Thì Mỹ không có cái việc mà suy tôn hoàng gia của Anh. Nhưng Canada, quý vị thấy là họ vẫn dùng cái chữ Royal, tức là hoàng gia. Thì cái lực lượng hải quân của Canada nó vẫn gọi là Royal, tức là lực lượng hải quân hoàng gia của Anh, hoàng gia của Úc, hoàng gia của Canada, vân vân. Thì họ vẫn theo cái chủ trương trong cái khối thịnh vượng đó, thì họ vẫn tôn trọng cái chính chế chế độ quân chủ của Anh. Ngược lại Mỹ thì không có. Đây là sự khác biệt. Nhưng mà tại vì họ phát triển theo cái xã hội và quản trị theo dân chủ, do đó họ phát triển vượt bậc. Còn những quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ thì ở đây là nó đi ra rất nhiều những cái thuyết mỹ dân, nó xuất phát từ đây, không phải từ Âu Châu, không phải từ Đức, mà chính ra là từ Trung Mỹ và Nam Mỹ. Là cái tư tưởng, thậm chí là tư tưởng cộng sản bắt nguồn từ Marx là Đức, nhưng mà thật sự ông này cũng đi ăn cắp lại cái ý tưởng của người Trung Mỹ và Nam Mỹ thôi. Tức là họ vẫn mơ có một cái xã hội gọi là bình đẳng, ai cũng giống như ai. Thì đó là cái do đó các cái quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ họ bị cái nét văn hóa và cái nét văn hóa cầu an của họ không muốn phát triển, vừa làm vừa chơi. Quý vị thấy những quốc gia này á, lễ hội nhiều lắm, do đó họ kém phát triển là như vậy. Nhưng mà nói kém phát triển thôi, so với Việt Nam họ còn hơn nhiều lắm, so với những quốc gia tại Á Châu họ còn hơn nhiều lắm. Đối với cặp mắt, tại vì quý vị so sánh nền kinh tế của họ với Mỹ thì quý vị thấy họ còn thua kém. Trừ của Venezuela, Cuba là những quốc gia được xem là nằm trong khối xã hội chủ nghĩa thôi. Còn lại những quốc gia khác, quý vị nhìn lại cái GDP của họ đi, họ vẫn hơn những quốc gia Á Châu. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Em xem clip các quân nhân Hoa Kỳ trong sân vận động tẩy chay Biden ủng hộ Trump, tại sao quân đội yêu mến ông Trump? Bởi vì ông ủng hộ tuyệt đối cho quân đội. Còn Joe Biden là một kẻ phản chiến trốn lính.
nội cái gốc của Joe Biden không là quân dân Mỹ không ưa rồi. Ông ta là cái kẻ trốn lính rồi trở thành phản chiến rồi mới trở thành thượng nghị sĩ trong chiến tranh Việt Nam đó. Do đó giới quân nhân Mỹ đâu có ưa Joe Biden, đúng không? Còn ông Trump mặc dù không đi lính nhưng ổng ủng hộ toàn diện cho quân đội. Thậm chí quý vị còn nhớ lúc mà ổng vừa đắc cử không, ổng còn đòi duyệt binh nữa, ổng còn đòi duyệt binh để cho thấy cái sức mạnh quân sự của Mỹ ở DC để mà hổ cổ võ cho bên phía quốc phòng đó. Nhưng mà cuối cùng ổng nghe tới con số 60 triệu cho mấy tiếng đồng hồ, ổng gạt luôn, ổng nói tốn tiền nhiều quá. Lúc đó là ổng đã muốn có một cái cuộc duyệt binh đó, lần đầu tiên nước Mỹ tổ chức một cuộc duyệt binh đó. Ổng muốn cho thấy cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Nhưng mà đến lúc mà Bộ Quốc phòng với Ngũ Giác Đài đưa con số ra đó là từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, có 4 tiếng đồng hồ đó thôi đó. Nói là một ngày chứ thực ra chưa tới một ngày, 4 tiếng đồng hồ kể cả dọn dẹp luôn đó là cỡ chừng 6 tiếng thôi, mà tốn tới 60 triệu Mỹ Kim. Ông Trân nói no, tốn tiền quá không được, ông bỏ. Nhưng mà ông Trump là người hỗ trợ cho giới quân nhân và cựu quân nhân. Ok rồi, tiếp tục. Vì với dân trí và tinh thần dân Việt Nam bây giờ, anh Phong nghĩ Việt Nam sẽ biến thành chăm ba như ngày xưa hay không? Ít nhất trăm chăm ba họ còn giữ ra được cái nét văn hóa rất đẹp của người chăm ba. Và bây giờ quý vị lên Hollywood, quý vị sẽ thấy được đâu đó phảng phất cái hình ảnh quần áo và cái phục trang và điệu múa của chăm ba. Còn bây giờ quý vị, ngay cả tại Việt Nam, văn hóa truyền thống dân tộc mất sạch mẹ hết rồi, thì còn tệ hơn cả chăm ba nữa. Ít nhất quý vị tới Hollywood đó, tới ngay cái hay là tới Sunset Boulevard đó, quý vị còn coi được những cái điệu múa của chăm ba, nó còn được phát triển ở tại Hollywood, họ còn giữ lại được cái bản sắc về văn hóa của họ. Còn bây giờ cộng sản nó phá nát hết trơn rồi, còn tệ hơn cả chăm ba nữa nha. Rồi tiếp tục. Anh nói 2024 là cơn ác mộng của Việt Nam, ngày càng thấy những lời nó đúng. Tôi không nói là của Việt Nam, tôi nói là của người dân Việt Nam. Ok, còn đám cộng sản thì đối với nó đâu phải là ác mộng đâu. Dân càng khó khăn càng khổ thì càng trở thành công cụ kiếm tiền của cái chế độ cai trị. Do đó tôi nói rằng là 2024 là cái nỗi thảm họa, một cái địa ngục của người dân Việt Nam. Chứ tôi không nói là toàn bộ nước Việt Nam đâu, tại vì trong đó còn 4 triệu cộng sản, đảng viên đảng cộng sản nữa. Thì đối với tụi nó không có địa ngục đâu, chỉ có với người dân Việt Nam thôi. Cho nên là nghĩ kỹ lời nói của tôi nói là người dân trong Việt Nam nha. Rồi. Chú có nghĩ võ cổ truyền của Trung Quốc và Việt Nam lỗi thời so với MMA của những phương Tây không? Có cách nào để coi võ cổ với truyền lấy lại vị thế không? No. Tại vì MMA của Mỹ là gì? Là nó gọi là Mixed Martial Art, tức là võ tổng hợp. Thì nó tổng hợp từ đâu? Nó cũng tổng hợp từ võ cổ truyền của Trung Hoa, của Nhật Bản, của Thái Lan. Việt Nam không có cửa, Việt Nam mình chưa có cửa. Trong cái bộ môn võ tổng hợp đó là họ lấy luôn cả cái Muay Thái, tức là cái Thái Boxing, rồi họ lấy luôn cả một số những cái và cái tinh túy của võ học Trung Hoa, và đa phần còn lại họ sử dụng cái tinh túy võ thuật của Đại Hàn và của Nhật Bản. Tức là Taekwondo là của Đại Hàn, rồi Karate-do hay là Judo là của Nhật Bản. Thì đó, MMA nó là cái môn võ tổng hợp của tất cả những cái trường phái này lại. Thì mình đâu có vô Việt Nam, mình đâu có cửa vô. Thì cái này nói nó là MMA nhưng mà nó tổng hợp của những môn võ khác lại, thì nó cũng là từ những môn võ đó thôi. Cần chi là phải lấy lại vị thế của võ cổ truyền, lấy làm gì? Vấn đề ở chỗ là thuyết phục được người ta hay không. Ngày xưa đó quý vị đi tập võ với tinh thần là gì? Tự vệ. Mình không dùng võ tấn công người khác, mình chỉ dùng võ thuật để tự vệ thôi. Đó là cái khái niệm của các võ sư Việt Nam Trung Hoa, đại khái như vậy. Nhưng người Mỹ quan niệm khác, người Mỹ quan niệm khác. Ngoại trừ tập võ cho mình để mà bảo vệ bản thân mình, người Mỹ muốn dùng võ thuật trấn áp những kẻ ác, trấn áp những kẻ mà có thể có cái hành động bạo động. Cho nên cái MMA nó mới ra đời.
Tức là người Mỹ cái quan niệm của họ về võ thuật khác. Còn người Việt mình á thì là học võ để tự vệ, khỏe khoắn trong người, tự vệ. Nhưng người Mỹ khác. Người Mỹ họ học võ ngoại trừ cái ý nghĩa tự vệ ra đó, cái mục đích của họ là bảo vệ cho người thân, bảo vệ cho cộng đồng, bảo vệ cho xã hội. Và muốn bảo vệ thì phải đủ khả năng trấn áp những kẻ ác. Cho nên cái khái niệm nó khác nhau chỗ này nha. Rồi tiếp tục. Vụ hãng thời trang Zara bị tẩy chay là sao vậy chú? Con nghe nói liên quan gì tới cuộc chiến? No, hãng thời trang Zara thì họ có đưa ra một cái thông báo liên quan tới cái xung đột tại Trung Đông, nhưng cái chính họ bị phạt vạ là bởi vì họ sử dụng nguồn nguyên liệu từ Tân Cương. Họ bị cấm cửa vào Hoa Kỳ. Họ bị tịch thu tất cả những cái mặt hàng từ Á Châu xuất cảng qua Hoa Kỳ. Á Châu đó là kỳ gồm cả Việt Nam, cả một số quốc gia khác, bởi vì họ sử dụng cái nguồn nguyên liệu, tức là bông vải sợi từ Tân Cương. Cái đó mới cái chính. Còn cái vụ mà biến động Trung Đông thì nó chỉ là một cái lời phát biểu thôi, thì họ cũng đã có những cái văn bản đưa ra rõ ràng rồi nha. Rồi sau 2025 Mỹ sẽ chú trọng vào công nghệ quốc phòng hay công nghệ thương mại hơn? Mỹ không có công nghệ, cho nên Mỹ không có chú trọng những thứ này. Mỹ chỉ có một cái nền kỹ thuật đứng đầu thế giới, và Mỹ đang có một cái chương trình công nghiệp quốc phòng đứng đầu thế giới. Thì Mỹ sẽ phát triển cái công nghiệp quốc phòng trở thành một cái nền kinh tế chủ lực trong ít nhất một vài thập niên tới. Còn xứ Mỹ chúng tôi chưa có, chúng tôi không biết công nghệ đó là cái con khỉ gì hết. Do đó sorry nha. Rồi tiếp tục. Tại sao Việt Cộng xin tiền Trung Cộng lại không dám dùng chữ đề nghị vậy anh Phong? Là bởi vì nó chỉ nói là ô chúng ta hợp tác trong một vành đai một con đường. Nó xin tiền của Trung Quốc nó đâu có dám nói đề nghị. Nó nói là hợp tác một vành đai một con đường. Còn nó đi qua các nước khác, nó đi xin xỏ thì nó nói là đề nghị. Đó kỳ rồi, Thủ tướng đề nghị Nhật là chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Nhật làm gì có công nghệ? Mà kỹ thuật của Nhật thì quý vị biết rồi, đứng nhất nhì thế giới. Đề nghị là cái con mẹ gì? Xin xin chuyển giao đi, hay là xin được mở công xưởng ở Việt Nam đi, nói mẹ nó ra vậy mày. Còn nó là đề nghị, cái báo chí Cộng sản Việt Nam nó để như vậy đó. Nhưng khi mà quý vị đọc tờ Nikkei Asia hay là đài truyền hình NHK đó, thì nó dùng chữ khác, nó dùng chữ please, tức là chữ cầu xin và chữ beg. Nó đầy rõ ràng là Việt Nam Prime Minister beg Japan, là Việt Nam là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam xin Nhật Bản, cầu xin Nhật Bản. Nhưng mà qua ngôn ngữ tôi mấy người cộng đó, thì nó thành trở thành đề nghị. Cái chữ beg đó là chữ cầu xin đó quý vị. Ok, là chữ quỳ gối cầu xin đó. Ok, còn khi nào nói là request hay là ask, tức là yêu cầu hay là đại khái như vậy thì cái chữ đó. Còn đây là tờ Nikkei Asia và đài truyền hình NHK của Nhật Bản, nó dùng chữ rất rõ ràng là Việt Nam Prime Minister, tức là Thủ tướng Việt Nam, beg Japan have Vietnam support the semiconductor, giúp cho Việt Nam để có thể phát triển về cái chất bán dẫn. Đây là nguyên văn là cái ngôn ngữ trên đài truyền hình NHK và tờ Nikkei Asia. Mà qua Việt, qua miệng mấy thằng Việt Cộng nó dịch theo kiểu đó đó quý vị. Thì quý vị biết rồi, ok. Rồi tiếp tục. Năm 2024 nhiều biến động nước Mỹ và thế giới. Anh nghĩ dịch bệnh lũng đoạn nước Mỹ nhiều đợt như năm 20 không ạ? Thật sự 20 chúng ta đã có cảnh báo. Là cái cảnh báo thứ nhất là những dịch bệnh không dự tính được có thể bùng nổ trong những cái thập niên kế tiếp. Và thứ hai là có chủ ý, nó là một thứ vũ khí sinh học. Thì đây nó vẫn là những cái thuyết âm mưu thôi và những cái giả thuyết được đưa ra thôi. Ví dụ như là cái vụ đại dịch năm 20, vẫn có những người nghĩ rằng đây là cái vũ khí sinh học mà Trung Quốc sử dụng một cách khéo léo, che đậy một cách khéo léo. Nhưng phía giới khoa học họ cũng cảnh báo
là do những cái biến động về khí hậu, do những cái khai thác vô tội vạ và do những cái vùng đất chiến tranh, những cái con vi khuẩn mà những cái bệnh thường đó nó biến thể thành những cái loại vi khuẩn nguy hiểm hơn, nó có thể trở thành bệnh dịch lan rộng trên toàn cầu trong nhiều thập niên tới. Tức là không phải là chỉ có một cái đại dịch của COVID-19 đâu, mà chúng ta sẽ đối diện với những cái tiềm năng nguy hiểm hơn, có thể đi tới diệt vong cả thế giới luôn, là những cái đại dịch không ai biết được. Có thể nó xuất phát tự nhiên, có thể nó là một cái thứ vũ khí sinh học có chủ ý, nhưng nó sẽ gây hại rất nhiều và nó nguy hiểm hơn nữa. Nó còn nguy hiểm hơn nữa. Do đó thì quý vị, vấn đề ở chỗ là tùy theo mỗi quý vị quan điểm. Tôi thì tôi vẫn thấy rằng là nó đang hình thành một cái thứ vũ khí vô hình và nó có chủ ý. Nó có chủ ý và nó được che giấu rất cẩn thận. Người ta cứ nghĩ là nó xuất phát tự nhiên hay là do biến thể của những loại vi khuẩn nó trộn lại với nhau. Nhưng với tôi thì tôi nghĩ rằng nó là một cái thứ vũ khí sinh học rất nguy hiểm nha. Rồi tiếp tục. Ok cáo ok Asian vẫn đi theo cái kiểu không xen vào chuyện nội bộ của nhau là sẽ tan sớm thôi. Cũng không tan, nhưng mà nó không làm được gì hết. Nó chỉ mỗi năm nó họp lại, nó ngồi nó tán dóc, nó ngồi nó phát biểu bậy bạ xong rồi nó đi về. Nó chả làm được cái gì hết. Nó chả làm được cái gì đóng góp cho khu vực hết. Đây là cái cách của họ mà. Xưa nay dẹp thì không có dẹp đâu, nhưng mà nó cứ như vậy hoài. Đi tới đó ngồi ăn nhậu, đứng tuyên bố mỗi thằng mỗi ông đọc bài diễn văn xong đi về. Đó là cái cách của khối ASEAN xưa nay nó là như vậy nha. Rồi em thấy Mỹ áp dụng luật nhân quyền với Trung Quốc là Iran, Nga lẫn Hồng Kông quá yếu. Sắp tới Mỹ có mạnh tay hơn không anh? Thật sự mạnh hay không là do ông Tổng thống biết sử dụng khéo léo cái quyền hành của ông hay không. Với Joe Biden thì ông ta tìm đủ mọi cách để làm mềm mọi thứ. Còn với ông Trump thì ông cứng rắn hơn. Hay là những đời Tổng thống Cộng hòa họ cứng rắn hơn. Vấn đề do phía hành pháp. Cái vị Tổng thống đó đủ cứng rắn, đủ làm, đủ hay không thôi. Còn thứ hai là vấn đề nhân quyền đó, nó sẽ nằm ở cái mức giới hạn. Ngay cả Iran bị đàn áp tới mức như vậy, án tử hình tùm lum đó, nhưng mà cũng không có một lực lượng quốc tế nào lật đổ chế độ Iran hết. Do đó cái vấn đề nhân quyền nó chỉ giới hạn ở cái mức là chỉ trích lên án cấm vận thôi, chứ nó không đi hơn được nữa. Nó không đi hơn được nữa. Còn cái vị nghĩ rằng là vi phạm nhân quyền rồi ban quân lật đổ thì tôi không nghĩ như vậy. Ok. Do đó những ai mà gọi là đấu tranh về nhân quyền suy nghĩ cho kỹ. Tại vì sẽ không có một lực lượng thế lực của Tây Phương nào đi lật đổ một chế độ để giúp cho quý vị có nhân quyền hết. Tất cả là do bản thân của cái người dân ở xứ đó tự tranh đấu lấy cái nhân quyền của mình. Tại vì nó bị giới hạn chỗ này nha. Rồi tiếp tục. Tại sao gọi là China New Year mà không gọi là Á Châu New Year vậy? No, người ta đâu gọi China New Year, chỉ có em gọi thôi. Người ta gọi là Luna New Year. Ở Mỹ này người ta gọi là Luna New Year. Chứ đâu có ai gọi China New Year đâu. Rõ ràng chưa? Là có một mình em gọi là China New Year thôi. Còn tất cả những người ở Mỹ này người ta gọi là Luna New Year. Tức là cái ngày Tết cổ truyền theo mặt trăng. Tức là theo cái hệ tuần hành của ngày tháng của mặt trăng. Chứ đâu có ai gọi nó là China New Year đâu. Có mình em gọi thôi. Ok. Rồi tiếp tục. Kỳ Duyên và Hunter Biden nói không thực hành để mọi người khinh phải giống như... No, đừng có nói như vậy. Quý vị, tôi đã nói quý vị, những kẻ này nó chỉ là những kẻ bịp bợm thôi. Nó lên nó tuyên bố vung vít như vậy chứ chả bao giờ nó làm cả. Tại những kẻ này chưa bao giờ chịu trách nhiệm trong lời nói của mình. Và không phải chỉ có Kỳ Duyên với lại Trịnh Hội với Hunter Biden đâu. Mà trong cộng đồng Việt Nam còn rất nhiều những kẻ phát biểu nhưng chưa bao giờ chịu trách nhiệm với lời nói của mình hết. Nó phát biểu theo đám đông, theo bầy đàn, rồi xong nó phủi tay. Vài năm sau không ai ghi nhận lại thì nó chối. Còn có ai ghi nhận lại đưa lên thì nó xin lỗi. Tại vì lúc trước tôi trẻ, tôi thiếu suy nghĩ, bla 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 bla. Thì cái cách đó là cách của đám này. Và tôi nói quý vị, cái đám khuynh tả không bao giờ là nó giữ lời hứa hết. Và thứ hai, nó luôn lật lọng.
nó chỉ cần đạt được mục tiêu thôi, nó sẵn sàng lật lọng. Thì cái đó là cái tư tưởng của Khuynh Tả, là chưa bao giờ chung thủy với ai cả, chưa bao giờ loyal với ai cả. Họ là những kẻ gần như là sẵn sàng vì quyền lợi, vì mình, vì cái mục tiêu của họ, họ lật lọng hết. Và nó đã xảy ra rất nhiều lần. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.